còn đang trên đường Hưng Đạo Vương. Và đây là đoạn đường ban đêm, đường Hưng Đạo Vương vào ban đêm ngày 13 tháng Giêng năm 2023, tức là ngày 22 tháng Chạp. Mình có thể nói đây là con đường đẹp nhất thành phố Biên Hòa cho đến giờ phút này. Chạy xe ở dưới con đường này mình cảm thấy thiệt là lãng mạn hết sức luôn á. Mình quay phim á chứ nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu mọi người ơi. Con đường rất là đẹp. Linh vật mèo của thành phố Biên Hòa, người ta làm mèo đẹp lắm luôn á.
mà nhìn cái mặt rất là dễ thương nữa. Hơi vắng, chưa có đông, mình nghĩ là 2-3 ngày nữa thì chợ hoa này mới đông hơn được. Giày đeo tay đeo cổ các loại, cô nào vừa béo vừa lùn, một dăm ba thứ là nó đùn lên cao, mà gió đưa cành trúc lá đà, con trai buôn bán thấp thà dễ mua.
dừng lại video ở đây để ngày mai á, hoặc ngày mốt á, mà buổi sáng mình có lên đây á, mình sẽ quay phim nó sẽ đẹp hơn. Còn hôm nay thì chưa có đông nhiều mọi người cho nên á, người ta chưa có thắp đèn nhiều á, cho nên nhìn nó không có được được sáng nhiều mấy ha. Nhưng mà Thư TV cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị em ruộng đã xem video của Thư TV. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.